Bàn ảo thuật gia đình nào còn vợ chồng son nhất định sẽ cần. Để hiểu thế nào là chiếc bàn ảo thuật cùng Soho Home xem ngay video sau đây. Nhìn có vẻ như một chiếc bàn gỗ bình thường nhưng nó chính là loại bàn gỗ gập gọn thông minh. Ban đầu thì trông nhỏ nhắn xinh xắn, có thể mở rộng ra thành phiên bản rộng gấp 2 lần. Bộ bàn cũng bao gồm 4 ghế phù hợp cho cả những gia đình ít người, cặp đôi mới cưới khi có khách tới nhà vẫn thoải mái tiếp khách. Thực tế các loại bàn gấp gọn như trong video không chỉ có một loại mà có rất nhiều loại khác nữa. Có thể kể tới là loại gấp thành 3 như video này hay dạng có thể cắt đi như video này. Loại bàn gấp gọn này không chỉ đem lại tính linh động lại còn giúp tiết kiệm không gian, đặc biệt là với những căn nhà nhỏ. Bạn thấy sao về loại bàn này? Comment chia sẻ ý kiến với Soho Home nhé.